Xin chào bạn, mình là Hải Dương. Mình là sinh viên khóa K15 của Đại học FPT. Mình đang học ngành Digital Marketing 201. Thì hôm nay mình xin phỏng vấn bạn với mục đích môn học, chứ không có public video. Nên là bạn yên tâm nha. Vậy đầu câu hỏi đầu tiên là cho mình xin hỏi bạn là bạn đang là sinh viên của ngành nào? Hiện tại mình tên là Trần Phan Hoàng Phúc và mình đang là sinh viên của ngành truyền thông đa phương tiện trường Đại học FPT. Ok, cảm ơn Phúc. Thì hiện tại là Phúc đang học chuyên ngành máy. Mình hiện tại mình mới chuyển ngành nên mình học chuyên ngành 1. Ok. Vậy trong 5 ngày gần đây thì bạn có nhận lời phỏng vấn của bất kỳ ai không? Hiện tại thì chưa. Bạn Ok. Mình cảm ơn bạn nha. Rồi vậy mình vô câu hỏi đầu tiên luôn. Vậy câu hỏi 1 là bạn có mong muốn những gì từ cái ngành học của mình không? thì mong muốn từ ngành thì mình mong muốn là mình có thể đúc kết được những kinh nghiệm cũng như là những kiến thức khi mà mình đã học ở trường đại học FPT, thì từ đó ra khi mà mình đi làm mình có thể áp dụng những kiến thức đó vào đời sống và công việc của mình và có thể thực hiện nó, cũng như là đây là theo cái ngành này thì đây là công việc đam mê của mình. Ok, thì cái mức độ cảm nhận được cái mong muốn đó của bạn thì từ thang điểm 1 đến thang điểm 10 thì bạn chấm cho được bao nhiêu điểm? Mình sẽ chấm 8 trên 10. Ok, khá là tốt ha. Vậy mình đến câu hỏi thứ hai đi. Thì tại sao bạn lại chọn cái ngành học này? Vì bạn yêu thích môn học hay là có bị gia đình ép buộc gì không? Thì mình lý do mình chọn cái ngành này á, vì mình thích cái ngành này. Mình thích được tham dự vào những cái buổi tổ chức sự kiện hay là làm phim hay là những thứ liên quan đến truyền thông, và Ok. thấy mình rất tốt trong cái ngành đó. Thì có vẻ như cái mức độ cảm nhận của bạn về môn học khá cao ha. Thì bạn chấm cho cái mức độ cảm nhận của bạn là tầm bao nhiêu điểm? Cảm nhận của bạn về môn học. Cảm nhận của mình nó mà dựa trên thang điểm thì mình có thể cảm nhận được là 7 trên 10. Ok, mình cũng cảm nhận được điều đó ha. Thì mình đến câu hỏi tiếp theo thì bạn hầu như là sau khi ai cũng có mong muốn là vừa khi học tốt nghiệp xong thì đều kiếm được cái việc làm, thì bạn nghĩ là cần những kỹ năng nào mà sau khi ra trường mình có được cái việc làm ngay? Thì theo mình nó cái đầu tiên, cái kỹ năng đầu tiên là những cái kỹ năng mềm, kiến thức mình đã tích lũy được ở trong trường trước và những kiến thức mà đã được các giảng viên truyền đạt lại, thì từ đó mình sẽ cố gắng cải thiện bản thân. Thì từ khi cải thiện bản thân mình sẽ có được ngay được việc làm, và từ những việc làm đó mình sẽ được đúc kết được những kinh nghiệm cho tương lai. Ok. Thì cái mức độ cảm nhận của bạn thì bạn cái điểm mà bạn đã đạt được cho cái mục tiêu này thì được bao nhiêu điểm? Hiện tại thì mình đang vào chuyên ngành 1 nên là mình sẽ đặt để nó ở mức độ là 4 trên 10 đi. Ok, có vẻ như cần trong tương lai thì mình sẽ trau dồi hơn ha. Vậy tương lai xíu đi, sau 5 năm tốt nghiệp thì bạn mong muốn mình sẽ được làm cái công việc gì trong cái công ty của mình? Ví dụ như là CEO hay là quản lý cấp cao hay là nhân viên? Thì theo hướng của mình thì mình lại muốn mình khi mà mới ra trường thì mình sẽ học hoặc là mình làm việc cho người khác để mình đúc kết được những kinh nghiệm trước, nhưng mà theo dự định của mình là mình muốn mở một công ty riêng, nên là có thể nói là CEO hoặc là Ok, tổng wow. giám Khá tốt ha. Vậy mình đến câu hỏi thứ năm thì hiện tại các ngoài giờ trên lớp thì bạn có mong muốn có thêm được cái hoạt động ngoại khóa nào khác không? đốc. Mình theo đối với mình thì hiện tại mình chưa có một cái kế hoạch ngoại khóa nào khác, mà nhưng mà nếu mà thực sự mình kiếm được một câu lạc bộ nào đó nó hợp với mình, nó phù hợp với mình, cách của mình, thì mình sẽ tham gia. Ok, thì cái mức độ cảm nhận của bạn đối với các hoạt động ngoại khóa hiện có trên trường á thì bạn cho bao nhiêu điểm cho các hoạt động ngoại khóa ấy? Thế như mình thì mình thấy vì lý do là trường mình có những hoạt động ngoại khóa rất là sôi nổi nên mình sẽ cho là tách. Ok, khá là tốt ha. Vậy bạn có thể cho mình biết thêm là bạn có thấy được các hoạt động ngoại khóa nào ở những trường khác? Ví dụ như là ở Văn Lang hay ở UEH mà bạn cảm thấy như mong muốn có được ở trường của mình không? Thì đối với một người học ngành truyền thông thì mình thấy trường mình cần có những ngành mà đánh vào được cái tâm lý của sinh viên trẻ hiện nay, đó chính là những cái ngành như là những show trình diễn thời trang cho sinh viên, có thể là nó không cần chuyên nghiệp như Văn Lang, nhưng mà
có những cái hoạt động đó thì sinh viên nó sẽ hào hứng hơn và cảm giác như là đây là một môi trường thật là năng động. Ok, thì coi như là cũng là một cái góp ý tốt cho trường ha. Rồi về mình có một câu hỏi mở đi. Về hiện tại bạn có phải là sinh viên của câu lạc bộ FEC không? PEC không? Business Economic Club. Hiện tại mình không phải là thành viên của câu lạc bộ đó. Ok. Vậy cho mình biết thêm lý do là tại sao, chắc là lý do bạn không biết đến câu lạc bộ đó là do chưa biết hoặc là chưa từng nghe qua Đúng rồi. ha. Chưa Ok. từng nghe. Buổi phỏng vấn hôm nay là kết thúc rồi ha. Cảm ơn bạn đã đến buổi phỏng vấn của mình. Thì Phúc có thể cho mình biết thêm được cái số điện thoại của bạn không? Vì đó là vấn đề riêng tư nên là mình sẽ nhắn tin và inbox cho lần Ok sau. rồi, mình cảm ơn Phúc nha. Thì hy vọng là trong tương lai mình sẽ nhóm của mình có thể lập ra một cái câu lạc bộ mới dành cho ngành business. Thì hy vọng mình sẽ phone cho Phúc và Phúc sẽ có một thời gian có rảnh thời gian tham gia vào câu lạc bộ đó. Không cần phải tham gia vào câu lạc bộ mà bạn chỉ cần tham gia và chia sẻ cho mình những cái điều mà bạn mong muốn để góp phần tạo nên một cái câu lạc bộ về business cho Đại học FPT ha. Rồi, cảm ơn Phúc đã đến với buổi phỏng vấn của mình ngày hôm nay. Cảm ơn bạn.